Nếu quý khán giả nào đang ấp ủ dự định trồng nấm sạch tại nhà nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu và cần phải trồng như thế nào thì hôm nay Mua Gì Ở Đâu sẽ giới thiệu một nơi chuyên cung cấp phôi và bán các loại nấm sạch. Và khi quý vị đến với cửa hàng trồng nấm sạch tại nhà, quý vị không chỉ tìm hiểu học hỏi cách trồng nấm khoa học tiện lợi mà còn có thể mua nhiều loại nấm sạch chất lượng mang về nhà. Cửa hàng trồng nấm sạch tại nhà tại Thủ Đức do vợ chồng chị Minh tự thành lập và thiết kế về mọi mặt. Hiện cửa hàng cung cấp đồng thời phôi nấm các loại và nấm sạch ra thị trường như nấm linh chi, nấm hồng ngọc, nấm miêu kỳ hoàng đế, bào ngư xám, sò thái, hoàng kim. Đến cửa hàng trồng nấm sạch tại nhà, quý vị không chỉ tìm hiểu học cách trồng nấm khoa học, tiện lợi mà còn có thể mua nhiều loại nấm sạch chất lượng về nhà. Thưa quý khán giả, tự trồng các loại rau củ quả tại nhà, đặc biệt là các loại nấm là điều bất kỳ bà nội trợ nào cũng quan tâm trong thời buổi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm báo động hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tận dụng không gian nhà và có quy trình trồng nấm sạch an toàn. Chính vì vậy, trong chuyên mục tiêu dùng thông minh ngày hôm nay, thì Vũ Hoa sẽ giới thiệu đến quý khán giả những dụng cụ cần thiết và cách trang bị vườn nấm mini sạch tại nhà. Dạ chị ơi, ở đây là em thấy mình có rất là nhiều loại nấm á, thì để trồng nấm sạch tại nhà thì mình cần chuẩn bị những gì hả chị? Trước tiên á thì mình cần phải có phôi nấm. Cái thứ hai là mình cần phải có một cái thùng xốp to hay nhỏ là tùy vào cái diện tích nhà của mình. Dạ, vậy thì đối với mà người mới trồng nấm lần đầu á thì mình nên chọn loại nấm nào để dễ trồng hả chị? Nếu mà người mới trồng á thì mình nên chọn một số cái loại nấm ăn, ví dụ như là bào ngư xám, hoàng kim hoặc là hồng ngọc. Thì những cái loại này rất là dễ trồng và thứ hai là thời gian ra nấm rất là nhanh. Hiện tại, cửa hàng nấm sạch tại nhà cung cấp số lượng lớn trên 10 loại phôi nấm đang hot hiện nay. Nấm ăn bao gồm bào ngư xám, sò trắng, hoàng kim, hồng ngọc, sò thái, milky, nấm dược liệu linh chi và nấm phủ đất milky. Giá bán dao động từ 12.000 đồng đến 22.000 đồng một bịch phôi. Toàn bộ số lượng phôi nấm này được gia đình chị Minh sản xuất tại trại, đảm bảo về chất lượng lẫn nguồn gốc. Thì chị có thể giới thiệu cho em là cách trồng nấm như thế nào được không chị? Trước tiên, trước khi trồng thì mình phải phân biệt được cái tuổi của bịch phôi nấm. Phôi chưa chạy kín đáy bịch và phôi đã chạy kín đáy bịch. Với những cái bịch mà đã chạy kín đáy bịch như vậy là mình có thể trồng được luôn á. Còn phôi chưa chạy kín đáy bịch á thì mình đem mình ủ một thời gian khoảng chừng 2-3 ngày là mình có thể trồng được. Yeah. Những cái bịch mà có thể trồng được rồi đó là mình sẽ bỏ vào trong thùng xốp như vậy. Dạ, bỏ như thế này. Trồng nó vô nhau. Đúng rồi. Mình sẽ tháo cái cục bông gòn ra. Cái chỗ bông gòn này là chỗ nấm ra đó. Mình sẽ có một cái miếng mũ hoặc là lưới lan mình che miệng thùng lại. Che vậy thì có tác dụng gì hả chị? Mình che để cho nó giữ ẩm bên trong thùng thôi. Tưới nước á thì mình sẽ tưới bên trên thùng, bên trên bịch nấm thôi, không tưới vào trong miệng nha. Vậy thì lượng nước như thế nào là đủ hả chị? Thì một ngày mình sẽ tưới buổi sáng và buổi tối thì mình sẽ tưới nhiều một chút cho nước đọng dưới đáy thùng. Về khu vực trồng, bạn có thể chọn trồng ở sân thượng, sân vườn hoặc ban công, hành lang, phòng trống. Riêng nấm milky cần phủ một lớp đất trên bề mặt để giữ ẩm cho nấm. Tuy nhiên, đất phủ cần chọn loại đất sạch trồng rau, trộn 1% vôi khử trùng. Theo chị Minh, thông thường bịch phôi 1,2 kg sẽ cho ra từ 0,5 tới 1 kg nấm. Bịch 1,9 kg thì khoảng là 1 tới 1,5 kg. Năng suất sẽ dựa vào môi trường, cách trồng, yếu tố thời tiết, tình trạng bịch phôi. Gia đình khoảng tầm 5 người thì nên trồng khoảng 30 đến 40 bịch. Như vậy là mỗi tháng đã có dư số nấm để sử dụng trong gia đình. Mình chọn trồng nấm sạch ở nhà vì là cái khi mà đi ra chợ mua ấy, thì mình cũng không tin tưởng lắm từ cái nguồn gốc của cái nấm ở ngoài chợ. Nên là mình trồng ở nhà thì để có nấm sạch để ăn. Trước khi đến đây thì mình cũng có tìm hiểu ở trên website cũng như là cái fanpage trên Facebook của cửa hàng ấy. Và đến đây thì chị chủ shop cũng hướng dẫn lại một lần nữa cho mình. Để mua được nấm phôi sạch, an toàn, lại được tư vấn rõ ràng cách thức trồng nấm, quý vị có thể đến trực tiếp tại cửa hàng trồng nấm sạch tại nhà ở số 470B quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức hoặc truy cập vào website namsachtainha.com. Quý khán giả thân mến, với cách trồng nấm đơn giản và tiện lợi như thế này thì chắc chắn là hàng tháng Vũ Hoa sẽ tiết kiệm được một số tiền kha khá trong việc trồng nấm mà còn an tâm về chất lượng nữa. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chuyên mục tiêu dùng thông minh lần sau.